mấy khung lam này mới chở về chú. Cái lam này đẹp quá chứ. Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Thiện đến đây để quay nhà của chú Dương Hoàng Phong. Thì cái căn nhà này Thiện cũng xây dựng cho gia đình. Thì hiện tại là nhà đã dựng xong rồi, xung quanh xây tường. Thì ngày hôm nay tô xong rồi dán gạch rồi lót gạch. Thì cái căn nhà này được xây dựng với diện tích là bề ngang 4,5m, dài 12m. Thì Thiện thấy gia đình cũng được giúp đỡ cũng nhiều cho nên Thiện xây gạch rồi cho gia đình luôn. Thì cái căn nhà này nó rộng rãi hơn những cái căn nhà kia. Căn nhà kia thì chỉ có bề ngang 4m thôi, nhà này thì 4m rưỡi bề ngang. Ở đây đợt này Thiện sử dụng cái mẫu gạch mới rồi nè. Đây có cái mẫu gạch mới này mới vừa lấy về, ra cái màu xanh. Hai bên có hai cái bông nữa. Cái màu này thì nó nhìn nó dịu hơn cái gạch màu đỏ kia, thì nó cái cảm giác như thấy nó gực gỡ hơn. Cái này thì nó màu xanh trắng, cái màu giống như màu rau câu. Đứng đây nè chú ơi. Hôm nay vui không chú? Vui. Cái căn nhà mình dựng rồi thấy cũng cao ráo ha. Cao ráo rộng rãi, dạ. Rất đẹp. Dạ. Thì ở đây ngày mai thợ đem cửa vô đó, rồi con gắn cửa rồi xây tường luôn, rồi sau này dán gạch lên đó, lót gạch nữa. Nhà này cũng khoảng gần tuần nữa chắc rồi. Xin cảm ơn cô bác anh chị ở bên Mỹ cũng giúp đỡ rất nhiều. Tôi xin cảm ơn các được cái nhà đẹp mà rộng. Thì Thiện quay nhé, ảnh phía bên trong cho tất cả cô chú anh chị xem ha. Đây là cái hàng 3 thì 2m. Ở phía trong cái phòng khách là 4m, rồi phòng ngủ là mỗi phòng 3m. Này xi măng nè, để làm cái phần hoàn thiện còn lại đó. Cái tường này xây lên cao 1m để dán gạch xung quanh nó cho nó đẹp. Thì cái này nó hơi khác hơn những cái nhà kia anh chút, mà có xây đựng khúc tường lên mét. Cái này là cái vách buồng cũng xây tường luôn, rồi phía trước cái mặt cáo sau này cũng xây tường luôn. Trong này là mỗi phòng ngủ là cái cửa sổ đó. Thì tới đây
Từ đó tới đây là 3 mét là phòng ngủ. Từ đây tới trong này là 3 mét phòng ngủ nữa. Thì mỗi phòng ngủ đó mình gắn cái cửa sổ để lấy gió ngoài thổi vô. Đây là cái cửa sổ nè. Ở dưới cái nền đó được đưa cát với đá lên cũng cao. Nhà này cao tính cái đà luôn là khoảng gần 5 tấc. Ở đây là cái cửa sổ ra phía sau để sau này xây cái toilet đi ra ngoài đó luôn. À, phía này này là cái cửa sau, thì cái cửa sau thì cũng làm cái cửa sắt luôn, thì ngày mai thợ mới đem lại. Hôm nay hai đứa thấy cái nhà dựng xong rồi thấy sao, thấy đẹp không? Rất là đẹp. Ừ, mà rộng ha. Dạ. Rồi lúc này hai đứa trở lại học chưa? Dạ, em vô học được một tuần. Dạ. Em thi học kỳ rồi, một rồi em vô học được một tuần. Ừ. Rồi em sao? Dạ, em cũng vô học được cũng 2 tuần rồi. Ừ. Em mới thi học kỳ 1 xong. Em tên Như, em tên gì? Dạ, em tên Nhã. Dạ. Rồi nhà thấy đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp ha? Dạ. Ừ. Cái nhà này xong là hai đứa là có nơi ở là thoải mái đâu ạ. Dạ. Ấm cúng nữa. Mà nó không có dột kiểu như hồi xưa nữa. Dạ. Ừ. Thì nhà này khoảng cỡ 1 tuần nữa là xong rồi. Thì cũng chúc mừng cho hai đứa. Thì cũng được cô chú gửi tiền giúp đỡ cũng nhiều. Rồi có một số tiền để cho hai đứa đi học nữa. Cố gắng lên nha. Dạ. Cảm ơn các cô chú đã tài trợ cho nhà em được cái căn nhà. À. Xin cảm ơn. Ừ. Thì cũng rất là vui khi các cô chú giúp đỡ cho gia đình này, hỗ trợ số tiền để cho hai em Như Nhã đi học nữa. Cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi kênh của Thiện, giúp đỡ những gia đình chú Dương Hoàng Phong.
dạ đúng rồi.